Chào quý vị và các bạn. Sau những ngày nắng nóng trên diện rộng thì thời tiết Bắc Bộ lại có sự thay đổi hoàn toàn. Đêm qua và sáng sớm nay 29 tháng 6, mưa dông diện rộng đã xuất hiện ở 1/2 khu vực với lượng mưa hàng loạt điểm tại Cao Bằng, Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu, Tuyên Quang đã vượt trên 100 mm và gần tới 200 mm. Cảnh báo trong ngày và đêm nay, mưa dông ở Bắc Bộ sẽ tiếp tục mở rộng từ khu vực vùng núi ra hầu khắp các nơi khác. Bắc Bộ và cả khu vực Thanh Hóa, Nghệ An sẽ có mưa dông trên diện rộng với lượng mưa tích lũy trong 24 giờ như sau. Trong chiều và đêm nay 29 tháng 6, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 40 đến 80 mm, có nơi trên 120 mm. Ngày và đêm mai 30 tháng 6, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An phổ biến trong khoảng từ 30 đến 70 mm. Riêng Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Cạn có nơi trên 100 mm. Đáng lưu ý là mưa sau những ngày nắng nóng, nhiệt cao sẽ khiến thời tiết biến động đột ngột. Vì vậy, trong mưa dông cần đề phòng nguy cơ rất cao xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Bên cạnh đó là lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và ngập úng tại các khu vực vùng trũng. Người dân sinh sống ở các khu vực này cần hết sức đề phòng. Trở lại thời tiết trưa chiều nay tại các thành phố lớn, tại thủ đô Hà Nội hôm nay trời đã nhiều mây hơn hẳn. Tuy nhiên trời vẫn khá oi bức với mức nhiệt cao nhất trưa nay vào khoảng 34 đến 35 độ. Sau đó từ chiều tối nay do vùng mưa dông mở rộng lan đến thủ đô, Hà Nội cũng sẽ có mưa rào và dông. Trong mưa dông cần đề phòng với lốc sét và gió giật mạnh nguy hiểm. Với thành phố biển Đà Nẵng, hôm nay thời tiết chưa có nhiều biến động, nắng lên từ sớm kéo theo nền nhiệt trưa nay tăng nhanh lên mức 36 đến 37 độ. Thời gian có nhiệt độ cao duy trì suốt từ 11 giờ trưa đến tận 16 giờ chiều. Do đó quý vị nên hạn chế các hoạt động ngoài trời để tránh nắng nóng. Ở phía Nam, hôm nay nắng vẫn kéo dài từ sáng đến khoảng trưa chiều với mức nhiệt cao nhất trưa nay vẫn duy trì trong khoảng 33 đến 34 độ, trời oi và nóng. Về chiều mưa dông xuất hiện, đề phòng dông sét và gió giật mạnh trong cơn mưa. Dự báo mưa sẽ dứt trước 19 giờ.